Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính và Nguyễn Thanh Nghị song kiếm hợp bích, sợ chỉ Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Tấn Dũng đưa cậu con trai ra Trung ương, nói theo ngôn ngữ dân gian là lành ít giữ nhiều. Tại sao gọi là giữ nhiều? Bởi vì Hà Nội là nơi mà Nguyễn Phú Trọng đã kiểm soát. Trung ương Đảng là nơi Nguyễn Phú Trọng kiểm soát nên không ổn cho Nguyễn Thanh Nghị khi ra ngoài Trung ương. Nếu nói ở Đảng Cộng sản Việt Nam, người thâm nhất trong Đảng Cộng sản, thì người thứ nhì chắc không ai khác là ông Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng đã từng kịch chiến với Nguyễn Phú Trọng trong suốt 5 năm. Tuy nhiên, người kế nhiệm ông Dũng là Nguyễn Xuân Phúc thì không phải là đối thủ của ông Nguyễn Phú Trọng. 5 năm nhiệm kỳ của ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông Nguyễn Tấn Dũng rút cậu con trai về Kiên Giang để tránh xa nơi trốn quan trường hiểm ác. Khi ông Phạm Minh Chính lên thay ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông Nguyễn Tấn Dũng lại đưa cậu con trai trở lại chính phủ. Điều đó cho thấy ông Nguyễn Tấn Dũng đã tính từng nước cờ đi cho Nguyễn Thanh Nghị. Được biết, ông Phạm Minh Chính là người đã từng được Nguyễn Tấn Dũng nâng đỡ và lần này Nguyễn Thanh Nghị ra bộ thì đã được cái ô rất lớn, đó là của ông Phạm Minh Chính che chở nhằm thực hiện những dự án lớn cho tương lai của cả đất nước. Mà trong đó thì lợi thế của Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính sẽ được nâng lên. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là rủi ro cho gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Thanh Nghị hiện nay 45 tuổi, được xem là bộ trưởng trẻ nhất trong chính phủ của ông Phạm Minh Chính. Tuy trẻ nhưng tuổi của Nghị đủ sức tự đứng trên đôi chân của mình trong vòng 5 năm tới. Chỉ khi nào Nguyễn Thanh Nghị có vị trí vững chắc hơn thì khi đó Nguyễn Minh Chiết, con trai út của ông Nguyễn Tấn Dũng, mới được anh hai dìu dắt vào Trung ương Đảng. Và ông Nguyễn Tấn Dũng ắt phải kỳ vọng vào trong nhiệm kỳ đầu tiên dưới tay ông Phạm Minh Chính. Nguyễn Thanh Nghị sẽ có những bước đi vững chắc, đặc biệt là trong các chính sách của Bộ Xây dựng. Nếu được Phạm Minh Chính hỗ trợ thì khả năng thành công sẽ rất cao. Đó là một lợi thế mà hiếm có bộ trưởng nào trước đó có được. Và những bước đi đầu tiên của Nguyễn Thanh Nghị, mới lên chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Nguyễn Thanh Nghị liền muốn chứng tỏ bản thân bằng kỳ họp nội bộ của Bộ Xây dựng. Mục đích là để kiểm tra xem bộ này dưới thời người tiền nhiệm đã vận hành như thế nào, đồng thời cũng ghi số những cá nhân cần giữ lại, những cá nhân cần thay thế. Ông Nguyễn Thanh Nghị qua 4 năm làm Bí thư tỉnh Kiên Giang, chắc ông ta hiểu nguyên tắc đầu tiên của người mới nhậm chức là tạo vây cánh cho vững chắc. Và cũng ắt hẳn ông Nguyễn Thanh Nghị đã chuẩn bị nhân sự thân cận của ông để bố trí vào những vị trí quan trọng. Trong những tháng tới, Bộ Xây dựng ắt phải sẽ có những đợt thay máu để ông Nguyễn Thanh Nghị làm chủ được bộ này. Và nhiệm vụ của Nguyễn Thanh Nghị là vừa nổi lên để ổn định nội bộ của Bộ Xây dựng, vừa phải đối phó và phối hợp với Phạm Minh Chính để thực hiện những chính sách quan trọng của chính phủ. Kỳ họp Bộ Xây dựng vừa rồi, ông Nguyễn Thanh Nghị có đề cập đến công tác chống tham nhũng. Mới ra Hà Nội mà Nguyễn Thanh Nghị đã học được rất tốt chiêu thức của đối thủ chính trị của cha ông. Ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng chiêu bài chống tham nhũng để hạ bệ hàng loạt thuộc hạ của ông Nguyễn Tấn Dũng và lập nên thế độc tôn cho mình. Có lẽ hôm nay Nguyễn Thanh Nghị cũng chọn học theo cách làm của ông Nguyễn Phú Trọng, chứ không chọn học theo cách làm của ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Phú Trọng từ thế thua mà chuyển thành thế thắng bằng chiêu bài chống tham nhũng đã được Nguyễn Thanh Nghị học rất nhanh, và khả năng chiêu này sẽ được tung ra phát triển trong thời gian tới. Đây là hình ảnh bước đi đầu tiên của Nguyễn Thanh Nghị dùng chiêu bài chống tham nhũng củng cố nội bộ. Lần đầu tiên họp Bộ Xây dựng, Nguyễn Thanh Nghị đã nói đến công tác chống tham nhũng. Sự thật, nói về cái gọi là chống tham nhũng ấy chỉ là cách mà Nguyễn Thanh Nghị dùng để trừng trị những người không thuộc phe cánh của mình. Làm chính trị, khi mới nắm bộ mà làm như vậy, có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng cũng hiểu rằng Nguyễn Thanh Nghị là một người làm chính trị giống ông hơn là giống Nguyễn Tấn Dũng. Mặc dù Nguyễn Thanh Nghị là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, nước cờ thứ nhì của Nguyễn Thanh Nghị cũng được tung ra. Nguyễn Thanh Nghị ắt là được ông Nguyễn Tấn Dũng đã bày cho từng đường đi nước bước khi ra đến Trung ương. Đầu tiên là ổn định nội bộ của Bộ Xây dựng bằng chiêu bài chống tham nhũng. Bước tiếp theo là ra chính sách gây tiếng vàng. Dựa vào tình hình sốt đất đang nổi lên khắp nơi, bất động sản bị đẩy đến giá cao chóng mặt, Nguyễn Thanh Nghị đã có cuộc họp với Bộ Xây dựng và đưa ra chính sách xây nhà giá rẻ cho xã hội. Tuy giá mà ông Nguyễn Thanh Nghị đưa ra là 25 triệu đồng một mét vuông, nhưng với giá này, nếu thực hiện được cũng là một thành công so với người tiền nhiệm trước đó. Một chính sách làm xã hội chú ý và đợi chờ, tuy nhiên, việc thành công hay không là cả một quá trình 5 năm
chứ không phải là đơn giản. Nhà ở xã hội là một thị trường lớn, vấn đề là làm thế nào để ông Nguyễn Thanh Nghị thực hiện là cả một nỗ lực. Tuy nhiên, trước mắt, chủ trương này nói ra là đã làm hài lòng rất nhiều người có nhu cầu và làm hài lòng những công ty bất động sản. Có gì bằng khi mà công ty làm đối tác cho Bộ Xây dựng, mà khi đã được giao thầu thì thế nào Nguyễn Thanh Nghị cũng được hưởng lại quả không phải là ít. Trước đó, ông Nguyễn Thanh Nghị đã có tiền sử sai phạm đất đai tại Phú Quốc, thì việc kiếm tiền ở nhiều dự án cho Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư là không khó. Đấy là một chính sách có lợi đôi đường. Đây là hình ảnh bước thứ hai Nguyễn Thanh Nghị sẽ gây tiếng vang. Như đã nói, Nguyễn Thanh Nghị sẽ gặp lành ít dữ nhiều khi ra ngoài Bộ Xây dựng. Người mà có thể buộc tội được Nguyễn Thanh Nghị không ai khác, đó chính là Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, cái ô che chở Nguyễn Thanh Nghị không phải là nhỏ. Vậy nên việc thanh tra buộc tội Nguyễn Thanh Nghị không phải là vấn đề đơn giản đối với ông Nguyễn Phú Trọng lúc này, nhất là khi sức khỏe của ông ngày một yếu đi, tuổi cao và nhiệm kỳ này dường như ông đang cố gắng một lần nữa. Trong khi các tân bộ trưởng khác chưa biết làm gì trong một tháng ngắn ngủi sau ngày nhậm chức mà Nguyễn Thanh Nghị lại có những hành động gây tiếng vang đến như vậy. Và Nguyễn Thanh Nghị được đánh giá không phải là con người năng nổ như Nguyễn Bá Thành, nên việc làm bất thường này của Nguyễn Thanh Nghị được giới thạo tin cho rằng chính ông Nguyễn Tân Dũng đã làm quân sư cho con trai của ông thực hiện các bướng tính mang tính chiến lược như vậy. Một bộ trưởng trẻ nhất nhưng lại làm nổi bật nhất trong chính phủ là hết sức ấn tượng. Ít nhất là việc xây dựng hình ảnh, xem như Nguyễn Thanh Nghị bước đầu đã thành công. Nếu ghép nước cờ thứ nhất và thứ hai, thì khó có ai có thể nghĩ rằng Nguyễn Thanh Nghị có thể tự làm. Tuy nhiên, thực lực của Nguyễn Thanh Nghị đến đâu thì còn phải chờ thời gian quan sát trong vòng 5 năm nữa. Và dư luận cho rằng lúc này thì Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính là song kiếm hợp bích. Dự án nhà ở xã hội là rất khó thực hiện. Nhiều đời bộ trưởng khác đã không thành công. Việc bất động sản cứ sốt lên từng ngày thì giá nhà, dù xây có rẻ cỡ nào thì sau đó cũng bày đẩy giá lên vượt qua tầm tay của người dân có mức thu nhập trung bình. Việc để tiền rót vào bất động sản nhiều quá đã tạo nên cơn sốt đất phi mã. Hiện nay, ông Phạm Minh Chính đang có động thái kìm hãm cơn sốt đất để giúp cho Nguyễn Thanh Nghị thực hiện chính sách của mình. Vào ngày 19 tháng 4, ông Phạm Minh Chính đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước quản dọc vốn vào bất động sản. Động thái này được xem là cách mà Phạm Minh Chính đang muốn giúp Nguyễn Thanh Nghị thực hiện thành công chính sách nhà ở xã hội để gây tiếng vang rộng khắp. Và tình trạng dòng tiền chảy nhanh vào các kênh đầu tư tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán cũng được cảnh báo liên tục. Nó gây ra bong bóng bất động sản chứ không làm gì tốt hơn cho nền kinh tế. Mà nếu để xảy ra hiện tượng bong bóng bất động sản thì xem như chính sách của Nguyễn Thanh Nghị phá sản. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đang hỗ trợ Nguyễn Thanh Nghị thực hiện chính sách này. Trước lo ngại đồng tiền đổ mạnh vào bất động sản, chứng khoán, ông Phạm Minh Chính đã làm việc với thống đốc Nguyễn Thị Hồng và dùng một số công cụ chuyên ngành tài chính ngân hàng để kiểm soát rủi ro tín dụng và bất động sản. Đấy là những gì mà ông Phạm Minh Chính đã nỗ lực hỗ trợ Nguyễn Thanh Nghị trong thời gian ngắn vừa qua. Và Nguyễn Thanh Nghị có thuận tiện rất lớn, đó là sếp của ông Nghị lại là người có nhiều năm trước đó ân nghĩa với bố ông, đó là Nguyễn Tấn Dũng. Và hiện nay trong chính phủ của ông Phạm Minh Chính không ai có nhiều thuận lợi như ông Nguyễn Thanh Nghị. Nếu biết phối hợp với Phạm Minh Chính thì Nguyễn Thanh Nghị sẽ tiến xa hơn nữa và rất có thể chức thủ tướng là trong tầm tay ở những nhiệm kỳ sắp tới. Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính đang được ví như hai thanh kiếm hợp bích rất lợi hại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Phạm Minh Chính và Nguyễn Thanh Nghị song kiếm hợp bích sợ chi Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.